Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Những ngày này ở Sài Gòn, ngoài trời lúc nào cũng nóng đâu đó 38-40 độ, bạn nghĩ mình sẽ tận hưởng cái mát lạnh của việc ở trong phòng kín, mở điều hòa mát phà phà hay sẽ lao ra ngoài đường? Tôi cũng như bà hàng xóm nhà bạn sẽ tin có mà mơ thấy nó đi ra đường. Nhưng ai cũng chọn cho mình phương án nhẹ nhàng thì thử thách ngoài kia biết về tay ai. Đó là chưa kể ngồi trong điều hòa nhiều cũng không tốt thậm chí nếu ở trong môi trường có nhiệt độ thấp quá lâu bạn còn có nguy cơ bị lão hóa nữa, không đùa đâu có khoa học chứng minh tại đây. Vậy nên thay vì nằm lì ở nhà, bạn hãy cân nhắc làm một hành động cực kỳ heo thi như hội bạn của Emily đây, lao ra sân tụ tập đánh cầu lông cùng nhau. Hội bạn của Emily đã có buổi sáng chơi cầu lông tưng bừng. Nhưng một ngày Sài Gòn nóng như đổ lửa, hội bạn thân của Emily bao gồm Emily, Quốc Anh, Kevin Lay, Võ Cảnh, Đáp, NAG Nguyễn Du đã có mặt tại sân cầu lông tại quận 4 để cùng nhau thi đấu. Tất tần tật về bộ môn cầu lông cũng như hội bạn nổi tiếng này sẽ được review tường tận trong bài viết này. Clip: Hội bạn thân của Emily chơi cầu lông tưng bừng, xì stress. Một Emily mất 2 tuần để có thể gom đầy đủ nhóm bạn thân toàn người nổi tiếng là bận rộn và dễ bom hàng này. Cần gì phải hội bạn nổi tiếng như Emily, nhóm bạn thân nào ngoài kia mà chẳng khó gọi. Đôi khi còn bị bom hàng vào giờ chót là chuyện vô cùng bình thường. Theo như lời Emily chia sẻ, vì lịch trình bận rộn nên việc xếp lịch để tìm một ngày trống là vô cùng khó khăn. Với kinh nghiệm nhiều lần làm chủ sĩ, Emily đã phải lập hẳn một group chat, hối thúc mọi người mỗi ngày để có thể chốt lịch chơi. Emily và Quốc Anh thường xuyên cùng nhau chơi cầu lông cùng hội bạn. Stylist Kelvin Lay. Trái ngược với tập gym hay nhảy, cầu lông là môn thể thao cần tính đồng đội, hoặc ít nhất là có cặp để có thể chơi cùng. Chẳng ai tới sân cầu lông chỉ cầm theo một cây vợt và nuôi hy vọng có thể cắt kèo ké với ai được. Vậy nên mọi người nhớ, cầu lông là môn thể thao ngoài yêu cầu thể lực, nó còn yêu cầu thêm cả mối quan hệ trong xã hội nữa. Theo lời một người bạn trong nhóm, hồn nhiên, kể, tụi mình luôn phải chơi tử tế với nhau, không ai cạch mặt ai thì họa may mới giữ được mối quan hệ bền vững để còn đi chơi cầu lông cùng nhau được. Hai, Sân cầu lông rất nhiệt, càng chơi càng hăng máu. Đừng nghĩ một trận cầu lông trong sân sẽ có cảm giác bình yên như khi bạn nhìn những cô chú lớn tuổi chơi ở những khu nhà tập thể hay ngoài công viên. Đánh cầu lông trong sân sẽ cho bạn một cảm giác rất khác về bộ môn này. Theo như lời võ cảnh và đạp chia sẻ, cầm vợt ở sân chuyên nghiệp thì đòi hỏi kỹ năng chơi của bạn cũng phải chuyên nghiệp nếu bạn chưa có kỹ thuật gì không sao cứ chơi mãi thì cũng thành quen mà thôi tùng sét rút đáp thịnh canh đáp cũng như đang sơ cần một căn phòng có nhạc có gương thật to ca sĩ cần một sân khấu chơi dàn âm thanh bốc, thì chơi cầu lông trên sân sẽ cho bạn cảm giác của một vận động viên thực thụ xem các thanh niên trai tráng đánh cầu mà không khí trên sân lúc nào cũng hừng hực mỗi khi có đường xoáy cầu khó mà đỡ được ai cũng hú hét tưng bừng 3. Bỏ ra hai tiếng chơi cầu lông không khác gì tập gym, ha co co, năng lượng tiêu hao cực lớn. Hầu hết những người bạn trong nhóm của em chỉ cần chơi xong một set cầu lông thôi cũng đủ để mồ hôi nhễ nhại rồi. Có thể nói chơi một trần cầu chẳng khác gì tập một bài gym cực nặng, có PT kèm cặp hướng dẫn chỉnh chu. Theo như quan sát của người viết, hầu hết những thanh niên đánh cầu lông thường xuyên ở sân tập này đều có thân hình săn chắc. Không phải là cơ bắp hừng hực nhưng cũng thuộc kiểu lem lem đấy. Giống như quốc anh có nói nửa đùa nửa thật, cầu lông sẽ giúp bạn có. Mưu cờ, cơ, cơ bắp. Vậy nên cũng có không ít người chọn chơi cầu lông để giảm cân, tăng cường sức khỏe. Bốn, Chi phí chơi cầu lông không hề đắt đỏ, ai cũng có thể tự sắm cho mình một cây vợt và trái cầu để cùng nhau có body, mlem. Phải gặp em Ly và hội bạn của cô ngoài đời mới biết được độ. Mlem lem trong body của họ không ai quá gầy hay quá thừa cân hầu hết đều có thân hình thể thao mạnh khỏe cơ bắp xương xương nhờ chế độ ăn cũng như xuyên tập thể dục chơi cầu lông được cái là bạn không phải bỏ ra quá nhiều chi phí như những bộ môn thể thao khác chỉ cần vài trăm nghìn là đã có thể mua được cây vợt và trái cầu ổn áp để chơi rồi đáp những chàng trai producer không chỉ tài năng trong âm nhạc mà còn là tay chơi cầu lông chắc tay đã chia sẻ rằng cái gì cũng vậy để thỏa mãn đam mê thì bao nhiêu tiền cũng chẳng đủ, mình biết là có những cây vợt có giá lên đến gần 7, 8 triệu là chuyện bình thường. Nhưng với những người chơi bình thường, một tuần vài lần thì sắm cây vợt vài trăm nghìn, thậm chí vài chục cũng chẳng thành vấn đề. Những lần tập cầu lông chung trước đó của nhóm bạn Emly. hội bạn đã gắn bó sở thích chơi cầu lông hơn một năm nay. Bạn thấy đó, muốn có một body, mlem, lối sống lành mạnh không phải chỉ cần ở nhà và lướt YouTube xem bí quyết giảm cân là xong đâu. Phải chịu khó đi ra đường, chơi thể thao thì họa may mới thay đổi được. Hiện nay trong showbiz, ngoài nhóm của Emily thì còn có hội bạn thân của Chi Pu, bao gồm Sung Ht, Salim, Kenz cũng đang rèn luyện bộ môn cầu lông này. Hội bạn Chi Pu cũng chơi cầu lông.